Chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị đại biểu, quý khán giả, quý thầy cô, quý phụ huynh học sinh và các bạn đồng nghiệp thân mến. Giao hưởng thơ là tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên Phan Văn Đấu học tại Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng bậc đại học hệ 5 năm hàm thụ. Sinh viên Phan Văn Đấu là người ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi nói đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì quý vị đại biểu nhìn trên sân khấu chúng ta thấy có những bộ đồ chàm và trống, cồng, kèn, serenade. Trung tâm chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp các nghệ sĩ, nghệ nhân chàm phụ trách các cái nhạc cụ của dân tộc chàm ở đoàn ca múa tỉnh Bình Thuận vào đây để phục vụ chúng ta đánh trong cái thành phần của dàn nhạc giao hưởng viết có nhạc cụ dân tộc. Tôi xin được giới thiệu anh Đức Nghĩa phụ trách kèn serenade, anh Trung Hà phụ trách trống một, ghi năng một và cồng, anh Minh Hải phụ trách ghi năng hai. Và sau đây tác phẩm xin phép được trình bày. Thank you.